Bữa nay mình lại có thêm nhiều Ryobi bạc về nha mọi người. Tại vì là mình gọi Ryobi bạc cho nó dễ phân biệt với dòng Ryobi Flute, tức là cái dòng máy mà được anh em ưa thích nè, Remy nè. Thì thật ra là nó có hai phiên bản bán song song mọi người ha, đều của Ryobi. Thì một cái tên là Ryobi Sansawaya nè, còn một cái là Ryobi Remy đó. Thì thật ra thì cả hai bản này nó luôn luôn xuất hiện song hành trên thị trường mọi người đó, giống như là nó đổi tên vậy đó. Còn về ngoại hình, thông số, cốt trợ lực này nọ thì nó cũng như nhau anh em ha. Tuy nhiên là có một tin là không vui chút xíu cho mấy thím, là tại vì là sau cái thời gian mà dịch bệnh á, hàng của Ryobi lên giá rất là mạnh nha mọi người. Điển hình như là Flute. Trời ơi, phải nói là anh em nào mà mua cái Flute đời đầu là phải nói là may mắn lắm luôn á. Giá có 930, 940, 950 mà giờ thị trường bán lên gần 1,2 triệu hết rồi. Đó, cái Flute đó bản nâng cấp của Ryobi bạc nè. Còn riêng cái bản này đợt này thì cũng có tăng giá khoảng 50.000 anh em nha. Thì có gì mình sẽ để giá bán chi tiết ở trên clip để cho anh em tiện tham khảo ha. Cả hai dòng Ryobi Sansawaya và Ryobi Remy thì nó giá cũng như nhau anh em ha. Cả hai nó đều là một phiên bản thôi mà. Đó. Nếu mà thật ra thì cái dòng Remy này thậm chí mình cũng lầm, tức là lâu lâu mình cứ thấy cái máy nào mà màu bạc là mình cứ quen mình gọi là Remy thôi, còn cái máy mà vàng vàng mà tay quay rời là Flute đó. Thì là thật ra thì cả hai cái phiên bản này nó không khác gì nhau về thông số, ngoại hình, những cái tính năng ưu việt như là cứng cáp, bền đó, cốt trợ lực. Còn đây là cái size 7.000 và 8.000, hai cái size 6.000 này nè, nó có một cái lợi thế đó chính là có sẵn cái núm độ riêng cho nó, thì anh em có thể tự thay được, mình có làm clip hướng dẫn cho anh em mọi người ha. Còn riêng cái size 7-8.000 của Remy hoặc là Sansawaya hoặc là của Remy Flute thì anh em thông cảm là phải mang qua tiệm, tại vì là mình mới chêm lông đền này nọ cho anh em được, chứ anh em không có tự thay được cái núm độ mọi người ha. Đó, cái núm độ mà mình hay thay cho mọi người á là nó vừa y trên những cái dòng 6.000 của Ryobi. Chứ còn 7-8.000 thì anh em không có thay được. Rồi, nói chung là sao ta? Đây là một trong những cái dòng máy mà chắc có lẽ nó đang hơi bị bá trong cái phân khúc dưới 1 triệu mọi người ha. Rẻ sinh viên thôi, nhưng mà chất lượng, độ bền với độ ổn định thì được anh em khen ngợi nhiều lắm. Bây giờ thì nó lên giá như vậy là nó gần ngang ngửa với giá của Asino S-Dub, đúng rồi. Nó gần ngang ngửa giá của Asino S-Dub hoặc là Shimano Alivio, đúng rồi, tầm giá đó anh em ha. Cái này làm gọi là thủ tục lại cho anh em xem cái cốt trợ lực của cả hai dòng. Thì thật ra thì tùy anh em thích cái tên nào thôi, chứ bản chất thì cả hai cái dòng này nó không có khác gì nhau anh em ha. Đây, cốt trợ lực của Sansawaya cũng y xì à. Bây giờ mình sẽ tháo tiếp bên Remy, như nhau thôi. Hai cái size 6.000 thì sướng cái là tự nhiên nó lòi đâu ra trên trời rơi xuống một cái dòng núm độ mà lắp ráp vừa y luôn. Phải nói là từ ngày cái núm độ về á là mình là một ngày mình lắp được rất là nhiều núm độ cho anh em mọi người. Vừa gửi anh em ở xa nữa, anh em tự đó, anh em tự lắp được mà. Sướng luôn. Dòng này vốn dĩ là hai cái dòng bán chạy nhất trên thị trường luôn á, trong phân khúc giá sinh viên anh em ha. Đấy. Anh em thấy y như nhau không? Wow. Đó, ngon lành. Thậm chí là lấy cái nồi này bỏ qua nồi bên kia nó cũng xài được bình thường mọi người ha. Mình thì mình không có ưa gọi là đổi tên gì lắm, thật á. Phải chi mà mấy ông Ryobi nè, mấy ông cứ đè đầu Remy, mấy ông bữa tới để nguyên cái tên Remy hoặc là đè đầu cái tên Sansawaya này cứ để vậy đi, làm mất công nhiều anh em. Tại vì á buồn cười lắm, mỗi cái lô hàng về á là có lúc là có cả hai dòng, có lúc là có Remy thì không có Sansawaya, có lúc có Sansawaya thì hết Remy. Nó thành ra là nhiều anh em cứ nhìn thấy cái máy bạc bạc này nè là quen gọi tên là Remy, tại vì nó phổ biến quá, nó được anh em chuộng nhiều. Thế là nhiều anh em hỏi mình đó là còn Remy không, thì mình nói là giờ em hết Remy rồi, em chỉ còn cái bản Sansawaya thôi. Thì anh em sợ nó là gọi là lỗi khác này nọ, thật sự bản chất nó không phải mọi người ha, như nhau hết á. Anh em xem nè, về số bạc đạn nè, vẫn là 5.1 bạc đạn nè, EC đâu có tê hoài. Để mình kiếm coi. À, ông này ông chơi ác, ông chia che cái chỗ bon bearing nè, để mình lấy cái hộp cho anh em xem ha.
từ kết cấu của mobin này nọ là y hệt nhau mọi người ha, khác gì hết đó. Thông số cũng giống hệt luôn, giá bán cũng giống hệt luôn. Đây đây anh em ha, hai cái size 6000. Thông số vẫn là tỷ lệ dòng quay 5.0:1 nè. Số bạc đạn đều là 5+1 nè. 0.33 230m rồi 0.405 150m, anh em thấy không? Giống như là chỉ đổi cái tên chỗ này thôi. Nó hơi lằng nhằng mệt. Rồi, chủ yếu là mình thông báo với anh em là gọi chung là Ryobi bạc ha. Ryobi bạc đợt này do ảnh hưởng của phí vận chuyển nhiều lắm, với lại là tiền nhân dân tệ lên giá anh em, so với tỷ giá quy đổi của Việt Nam á, cho nên là giá nó tăng nhẹ. May mắn là nó không có tăng mạnh như là Flut á. Flut là do hãng nó lên luôn. Flut là hãng nó lên giá kiểu đó là nó gần bằng bên Busut luôn á. Công nhận cái Flut xài tốt thiệt. Đó, cho nên là anh em thông cảm, tại vì là thật sự mình bán hàng thì lúc nào mình cũng mong muốn được một cái giá gọi là nó phải chăng, vừa phải tới anh em. Nhưng mà bây giờ là do ảnh hưởng của phí vận chuyển thì nó lên nhiều, thì chắc có lẽ là mặt hàng đồ câu trong thời gian tới nó cũng sẽ tăng đều đều anh em ha. Tăng nhiều lắm, dịch bệnh mà vận chuyển khó khăn á. Rồi ok mọi người ha, thì anh em muốn mua hàng thì anh em có thể liên hệ tới số điện thoại Zalo của mình hoặc của chị Tuấn Hàng Xanh, mình sẽ để ngay trên màn hình cho anh em dễ nhớ nha. Hoặc là anh em cứ ghé trực tiếp hai tiệm đều có mà mọi người ha. Cứ tốt nhất là anh em nên qua ghé lựa trực tiếp, thì sẵn giao lưu cà phê này nọ với mình cũng vui. Đó. Thật sự là hai cái dòng Ryobi bạc này mình không có cần quảng cáo nhiều đâu. Có lẽ trong phân khúc sinh viên bình dân thì nó thuộc loại là doanh số tiêu thụ thuộc loại lớn nhất rồi. Đó, bên cạnh Asino S-Dub thì hai cái dòng này chắc là doanh số tiêu thụ của nó rất là mạnh mọi người ha. Hầu như là đi đâu chúng ta cũng gặp cái dòng máy bạc này hết á. Rất đơn giản thôi, rẻ tiền, cứng cáp, mượt mà, kéo cá khỏe đó. Rồi có cốt trợ lực nữa, nó quay mượt mà lắm. Riêng cái này hai cái size 5-6 là cái xác máy nó như nhau, còn hai size 7-8 là xác máy như nhau, nhưng riêng từ 6 mà nhảy lên 7 là chênh lệch nhiều mọi người ha. Đó thì cái đó anh em chú ý một chút, tại vì là cái dòng 6000 hình như nó nặng chỉ có 406g thôi, nhưng riêng nhảy lên tới 7-8 là nó nặng là 600g á anh em. Thì tất nhiên là máy lớn hơn mà, nhông cốt nó lớn hơn thì cái sức mát ráp của nó chịu tải sẽ tốt hơn, lớn hơn. Tuy nhiên là tùy nhu cầu anh em ha. Còn riêng cái tiếng pin đó, cái tiếng pin của những dòng Ryobi bạc này gọi chung ha, to đáng kể anh em nha. Anh em mà muốn cái tiếng kêu đã nhất thì bắt buộc anh em phải lựa hai size 7-8 thôi, tiếng nó sẽ rất lớn. Còn hai size 6000, 5-6000 thì tiếng nó sẽ nhỏ hơn chút, tại vì lưỡi gà nó nhỏ hơn, cái xác máy nhỏ hơn mà. Rồi ok mọi người ha, thì chủ yếu mình làm clip để mình thông báo anh em là giá nó có lên xíu, cái này là bất khả kháng anh em ơi. Chứ mình bán cái máy này cũng mấy năm trời rồi, bán chắc cũng mấy trăm máy rồi, nhiều lắm. Thì mình luôn cân nhắc cái giá thật sự là ưu đãi bậc nhất cho anh em luôn. Nhưng mà giờ gọi là điều kiện khách quan thì lên giá thì anh em thông cảm một chút. Nhưng mà về chất lượng độ bền thì thật sự mình nói trong tầm giá vừa tiền, anh em lựa cái này hầu như chưa bao giờ thất vọng hết đó, không thấy anh em nào chê. Rồi cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ mình nha.